Chi sau bắt đầu vừa rồi thì một số giải lao rồi. Chị nói là bây giờ thầy cứ dạy những cái lý thuyết trên mây trên giờ không? Thì báo cáo các chị này, cái chương trình này là cái chương trình mà bộ xây dựng của soạn ra. Và chúng ta phải nhìn hô. Quan trọng nhất là các chị thấm được cái ý nghĩa của nó. Từ cái ý nghĩa các chị mới làm được. Bây giờ thì không phải là dạy cái nào để chốt vân vân. Quy trình được thầy có. Còn có 3 buổi nữa về quy trình và kỹ năng môi giới để trao đổi cái đấy. Cho nên là cái này đồng chí nghe nó phải hơi ý thức, nhưng thực ra cái này rất là quan trọng. Mình hiểu được cái nguyên lý của nó thì từ nó sẽ định hướng cho chúng ta trong cái hoạt động để nó đi tiến đến chuyên nghiệp đấy. Đây cái nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản, các chị phải có cái này nó mới dẫn dắt được cái nếu không trên thực tế để chúng ta làm nó không đúng đâu. Đấy. Thứ nhất là hoạt động môi giới bất động sản là phải tuân thủ pháp luật. Và báo các chị. Cho nên là muốn tuân thủ được pháp luật thì mình phải hiểu pháp luật. Báo cáo các chị nhé. Đấy là cái câu chuyện. Thứ hai là hoạt động môi giới bất động sản phải dựa trên sự công bằng minh bạch của thông tin. Khi đi môi giới là thông tin không chỉ phải chuẩn, chính xác, không thêm bớt. Thông tin mà nó không có mà các chị bịa ra nó có thì nó gọi là lừa đảo. Đây là vấn đề của câu chuyện báo cáo các chị. Cho nên là mình phải mình hiểu cái nguyên lý này để mình làm. Nguyên tắc tức là cái mà chúng ta phải tuân thủ trong hoạt động môi giới. Trên thông tin nó phải là minh bạch. Minh bạch tức là nó phải rõ ràng. Đất nó nằm ở cái khu vực nào, địa chỉ nó ở đâu, thuộc ô số mấy, tờ bản đồ số bao nhiêu. Diện tích như thế nào. Chiều dài, chiều rộng. Thông tin nó phải chuẩn. Và các bác chính đấy. Thứ hai là hoạt động môi giới bất động sản phải lấy lợi ích của khách hàng làm định hướng. Bảo đảm lợi ích của các bên khách hàng và bảo đảm hài hòa giữa lợi ích khách hàng với lợi ích của nhà môi giới. Thì lần trước tôi đã nói rồi. Môi giới tức là phục vụ khách hàng. Khách hàng là thượng đế. Cho nên mình phải lấy lợi ích của khách hàng. Khách hàng nó được lợi ích thì nó mới trả tiền cho mình. Cho nên là đi làm môi giới là các chí biết phải làm hài lòng khách hàng. Câu chuyện vấn đề đặt ra là như vậy. Ai chả muốn là nó chốt nó xuống tiền thì chúng ta xong. Thực tế nó không phải như vậy. Và hoạt động môi giới bất động sản là phải có đạo đức nghề nghiệp. Sở dĩ môi giới nó khác cỏ là ở cái chỗ này đạo đức nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì chúng ta lưu ý, ví dụ như là phí môi giới thì chúng ta chỉ lấy của người bán, không lấy của người mua. Cái này là bên Mỹ nó quy định được. Đấy là cái câu chuyện. Và ví dụ như là nghề nghiệp tức là gì? Tức là chúng ta không thể vừa môi giới cho người bán lại vừa làm đại diện cho người mua trong một cái giao dịch bất động sản, tức là không thể đại diện cho cả hai báo cáo như vậy. Cho nên là trong hoạt động môi giới là các chị chỉ đứng ở một bên thôi. Ví dụ như là cái bên mà nó mua ấy, nó nhờ mình đấy, thì mình chỉ làm môi giới cho cái bên đấy, ủy quyền cho bên đấy. Sau đó bên bán lại nhờ thì chúng ta phải từ chối. Tương tự cũng như là chúng tôi đi dạy luật sư thì chúng tôi nói là sau khi các bạn ra trường các bạn làm luật sư, trong một vụ việc hai vợ chồng ly hôn thì
thì các bạn chỉ đứng ra bảo vệ cho thân chủ hoặc là vợ hoặc là chồng. Khi ta đã nhận lời của bảo vệ cho quyền lợi của người vợ rồi thì không bao giờ được phép lại nhận bảo vệ quyền lợi cho cả người chồng. Và khi xử sơ thẩm chúng ta đã nhận bảo vệ quyền lợi cho người vợ rồi thì xử phúc thẩm, báo cáo với các chị, chúng ta cũng lại phải nhận bảo vệ quyền lợi cho người vợ hoặc là từ chối. Cho nên là báo cáo với các chị là những cái vấn đề này là nó định hướng cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta làm. Cho nên cái đạo đức nghề nghiệp được quan trọng. Về điều kiện của dịch vụ thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản thì báo cáo các chí là kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Có điều kiện có nghĩa là thế nào? Có điều kiện có nghĩa là không phải ai cũng làm cái nghề này được, mà anh muốn làm cái nghề này anh phải đáp ứng một số cái yêu cầu pháp luật. Thế thì ở đây người ta nói là gì, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và phải đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới theo quy định pháp luật. Đăng ký tức là trong cái giấy phép kinh doanh nó phải có một cái gạch đầu dòng là kinh doanh dịch vụ môi giới. Cái thứ hai là đối với tổ chức thì báo cáo với đồng chí là phải có ít nhất 2 người. Ở đây ít nhất 1 người đấy là xin được đồng chí là nhập. Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, anh muốn thành lập doanh nghiệp thì phải có ít nhất 2 người của tổ chức có chứng chỉ môi giới. Thì cái chứng chỉ môi giới này ai cấp? Quan trọng nhất của các chí hiện nay là các chí muốn làm môi giới bất động sản hợp pháp và các chí có chứng chỉ. Thì cái chứng chỉ này báo cáo các chí là do Sở Xây dựng cấp. Các chí Sở Xây dựng cấp. Thế thì để được cấp chứng chỉ thì phải có điều kiện gì? Thế này pháp luật quy định đối với cá nhân thì các đồng chí phải tốt nghiệp phổ thông trung học. Cho nên trong cái hồ sơ tới đây mỗi đồng chí là phải photo bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của công chức ảnh ghi làm sao họ tên ngày tháng năm sinh để người ta dán vào cái chứng chỉ. Cái thứ ba nữa là gì? Nếu chẳng hạn mà tốt nghiệp qua mất rồi thì bằng trung cấp đại học được không? Được, ít nhất là bằng tốt nghiệp lớp 12, ít nhất là bằng tốt nghiệp lớp 12, đại học càng tốt. Cái này là cái mới, cái này là chẳng hơn ngày xưa. Ngày xưa là không cần tốt nghiệp lớp 12, nhưng bây giờ là phải tốt nghiệp lớp 12. Và cái thứ ba nữa là các đồng chí phải có giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo về môi giới bất động sản. Thì cái giấy chứng nhận thì báo cáo các đồng chí là gì? Là chỗ ông Thu ông ấy sẽ phải chứng nhận. Chỗ anh Thu này không phải bỗng dưng anh đi được làm. Ông này phải được Sở Xây dựng của tỉnh Bắc Ninh nó đồng ý mới được mở lớp. Còn nếu không có văn bản đồng ý mà ông mở lớp thì ông không chung. Báo cáo các ông chí là như vậy. Cái thứ hai là để Sở Xây dựng Bắc Ninh nó cho ông Thu mở lớp thì thứ nhất là tài liệu nội dung cung cấp cho các chị nó có đúng với cái bộ tài liệu chuẩn của Sở Xây dựng hay không, của Bộ Xây dựng hay không. Chỉ có tài liệu mà trao đổi các chị là của Bộ Xây dựng. Thứ hai là trong cái website của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nó có cái tên rồi đó. Đấy là vấn đề. Cái người dạy là ai? Báo cáo các chị ra đây. Thì cái tên của tôi đã được đăng ký ở cái website của Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản. Chứ không phải là tự nhiên mời lếu láo đến đây nói ba lăng nhăng cũng được. Và có cái sổ ghi đầu bài các chị phải học ngày nào, học những môn nào bao nhiêu tiết, có điểm danh tôi ký vào. Các chị đây, sau đó là kết thúc khóa, các chị là cái chỗ của anh Thu này mang lên
cho Sở Xây dựng Bắc Ninh kiểm tra đúng tất cả cái đấy về hình thức. Sau đó là các ông chí phải thi, thi là trách nhiệm, tức là ABC câu hỏi ABC là các ông chí tích vào, giống như là thi lấy bằng lái xe. Ví dụ như là nó có khoảng 30 câu thì 15 câu đúng là đỗ ít nhất này. Sau đó đó là có bài thi, trong đó là cấp cái chứng chỉ, bên này là cấp cái giấy, tôi cho anh Thu lấy cấp cái giấy là đồng chí này đã hoàn thành khóa đào tạo về môi trường, báo cáo các chị. Nếu tôi nhớ không nhầm nữa, hình như là có cái xác nhận về sức khỏe là sao, bởi vì trong luật nó quy định là anh phải có năng lực hành vi dân sự. Năng lực hành vi dân sự có nghĩa là sức khỏe bình thường, mưa phải biết chạy vào nhà, nhưng mưa không biết chạy vào nhà không được, luôn luôn lắng nghe lâu lâu đấy thì không được. Để báo cáo các chị như vậy, sau đó là Sở Xây dựng Bắc Ninh nó mới cấp cho các chị cái chứng chỉ môi giới. Thì đấy chính là chứng chỉ hành nghề, đấy là chứng chỉ hành nghề, tức là thì chúng ta được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chúng ta hành nghề hợp pháp, và chứng chỉ hành nghề cấp ở Bắc Ninh nhưng có giá trị hành nghề trong phạm vi cả nước. Tức là các chị có chứng chỉ cấp ở Bắc Ninh, các chị vào Sài Gòn các chị mở văn phòng môi giới cũng được, miễn làm sao mình có sang Lào không chia được trong lãnh thổ Việt Nam. Và cái chứng chỉ này thì các chị lưu ý, trước đây là vô thời hạn, còn bây giờ là quy định 5 năm, nó chỉ có giá trị trong 5 năm. Thế hết 5 năm thì thế nào? Hết 5 năm thì các chị đi xét hành. Đi xét hành này thì báo cáo các chị Sở Xây dựng nó sẽ làm, hoặc nó ủy quyền cho một đơn vị nào đấy ra cái đề, các chị đi xét hành, các chị qua thì coi như là cái chứng chỉ này có giá trị 5 năm giống như là lái xe. Thế còn thi xét hành mà không đỗ thì xin mời ông đi học lại từ đâu, lấy cái từ đâu? Và các ông chí cho nên là cái người đó phải có chứng chỉ môi giới. Và các ông chí đây chứ còn không phải là Sở Xây dựng không cấp bằng nữa. Ông Sở Xây dựng cấp bằng thì hành vi đấy là vi phạm pháp luật, mà vi phạm pháp luật nó cấp nhiều quá, thu nhiều tiền quá thì xin mời là rút khỏi kho, tức là gì, truy tố, tức là làm trả. Và cả các ông chí là như vậy, cho nên là Sở Xây dựng nó cũng phải làm đúng luật, nó không làm đúng luật nó chết. Cũng giống như là Sở Giáo dục của Sơn La nâng một điểm một tỉnh, rồi là các chị bây giờ là đút vào khói. Thế nên là bây giờ là thôi, báo cáo với các chị là gì, đấy ăn ngon thì ngủ không yên, mà ăn vừa vừa thì ngủ yên, thì mình chọn cái này ăn vừa vừa thì gì, mình làm đúng luật, báo cáo các chị như vậy. Thứ hai là gì? Thứ hai là báo cáo với tôi hiểu tâm lý không? Tôi hiểu tâm lý không? Rất nhiều. Nhiều đồng chí muốn là bảo Thu ơi, ví dụ như người mấy tuổi thì ông rút được khoảng 5 tuổi là có chứng chỉ tâm lý anh em như thế. Nhưng anh em phải thông cảm ông Thu mà làm phát đầu tiên như này mà ông đã làm không đúng luật liếu láo rồi thì lần sau tỉnh và tỉnh ngày là ông phải giữ chứng chỉ. Cho nên là các chị phải lưu ý cái câu chuyện như vậy. Hiểu anh em thì vẫn hiểu cái câu chuyện như vậy, nhưng mà mình phải làm đúng. Ít nhất là về mặt hình thức số buổi là phải đúng. Thôi thì ví dụ như là một buổi để độ 2 tiếng thì chúng ta 2 tiếng thì chúng ta phải rút được ăn bớt được 15 phút thôi. Nhưng mà số buổi là phải đến. Các chị phải hiểu cái câu chuyện. Câu chuyện là như vậy. Cho nên tại sao mà có cái sổ điểm danh nhưng mà các con chi tên câu chuyện là thế, anh không đi học đúng cái số buổi đấy thì xin mời là anh không đủ điều kiện để thi. Thôi các chí không xin dê, chúng tôi đi học cao cấp lý luận chính trị, các chí tuần sau căng thẳng lắm, camera nó lắp trong quay một buổi điểm danh 3 lần, báo cáo các chí đấy, báo cáo các chí anh chỉ được nghỉ một buổi, nghỉ buổi thứ hai thì không chưa thi, mà muốn học lại thì báo cáo các chí là phải có cái công văn của bộ trưởng hay thứ trưởng thi. Còn nếu như mà các chí ở địa phương thì phải là gì, phó bí thư thường trực hoặc là bí thư tỉnh ủy, bí thư huyện ủy, bí thư cao lắm,
không quản chặt như vậy, ông nặng kêu bận thì ai hiểu? Các vị đấy, mình phải chấp nhận. Đến em muốn nghe, họ cả các vị, cho nên rất là thông cảm các vị như vậy. Cái này cũng phải thông cảm cho cái đơn vị tổ chức đào tạo. Đây là chúng ta lại muốn là làm chuyên nghiệp thường xuyên. Bây giờ nó phải nghiêm chỉnh. Chứ còn các chị biết là để mà đạt được cái mà nó cho phép mở cũng là khó rồi. Mà mở là đầu tiên mà lại mất chữ tín thì tôi nói cái tín này quan trọng. Mất chữ tín thì các chị biết nó dừng lại và lần sau rất khó. Tôi nói các chị rất khó. Vì lần trước không mở không hay làm ăn bao nhiêu lời thì không đúng thôi. Thì lần sau là rất khó. Các chị không cảm được. Những cái này báo cáo các chị không phải nói trên giờ chính quyền thích nói cái gì thì nói đâu. Cái này là giáo trình, là sở bộ xây dựng. Nó thẩm định và nó yêu cầu phải dần như thế. Thì chúng tôi cũng không thể dạy khác. Có thể trong cái quá trình có thể nói thêm bớt một vài thứ thì được. Nhưng mà vẫn phải nói thế như thế này. Báo cáo các chị là như vậy. Mong các chị thông cảm. Chuyện thứ hai là cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới độc lập. Độc lập thì là thế nào? Ví dụ như bạn này bây giờ bạn ấy mới bắt đầu, sau khi bạn học xong bạn có cái chứng chỉ môi giới, bạn ấy tự lập văn phòng của mình bạn làm, tự lập văn phòng môi giới ở nhà tự làm, chẳng sao, nhưng biết là có khách và bạn có chứng chỉ đấy là sao? Còn nếu có đóng thuế một bài không cần phải là công ty tùy. Pháp luật thì chúng ta sẽ mở cái điều kiện này, các chị lưu ý yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới. Các chị biết là bây giờ một chuyên nghiệp có yêu cầu thì đầu tiên như vậy là tuân thủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Thì đạo đức nghề nghiệp này ai quy định? Pháp luật không quy định, mà chúng ta có hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Việt Nam, hiệp hội các nhà môi giới bất động sản Việt Nam. Mà bây giờ anh Nguyễn Mạnh Hà, nguyên cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản về hưu, thì anh làm chủ tịch cái hiệp hội đấy, gọi là hội môi giới bất động sản Việt Nam. Công ty lên Google ông ý cha có trang web của nó đấy. Đấy thì cái hội môi giới bất động sản Việt Nam đấy báo cáo với các chí là nó đưa ra cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Báo cáo các chí đấy, ở Hà Nội thì các nhà môi giới và các nhà làm dịch vụ, người ta tự thành lập ra một câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, thì nó cũng có website. Các chị cố gắng, nếu mà các chị thích kết nối join vào đấy, thì các chị vào cái website nó sẽ có cái điện thoại để các chị kết nối. Hàng tháng nó vẫn có cái sinh hoạt. Hay là ví dụ như là các chị muốn nữa thì các chị vào mạng, các chị xem cái mạng là bấtđộngsản.vn. Đây là cái mạng mà quảng cáo về bất động sản. Hay là các chị vào cái đánh cái chữ gọi là cà phê len, thì bạn đó cũng tổ chức các cái tọa đàm. Báo cáo với các chị. Thì còn nếu mà ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, sau cái lớp này mà các chị tự tổ chức một cái câu lạc bộ tập hợp, thì các chị tổ chức là chúng ta quy định mỗi tháng gặp nhau một lần, hoặc là một quý gặp nhau một lần, nhiều chắc là một tháng, và chúng ta có website. Thì sau đó là nếu mà phần mềm ngon rồi thì các chị kết nối với cả cái Hà Nội thành cái mạng lưới. Thì đấy là cái câu chuyện tùy các chị. Còn nếu mà các chị mà thiết kế sẵn có cái mạng lưới sẵn thì Hà Nội hiện nay nó có câu lạc bộ bất động sản Hà Nội. Trước đây nó còn có cái gọi là câu lạc bộ bất động sản những nhà môi giới bất động sản miền Bắc. Nhưng mà bây giờ thì cái mô hình đấy nó báo cáo các chị là nó ít hoạt động, nhưng mà tôi cũng bất động sản Hà Nội thì vẫn là hoạt động tập hợp những cái người mà liên quan đến bất động sản khu vực Hà Nội. Thì các chị cứ vào Google các chị có thể tìm, hoặc là hiệp hội các nhà môi giới bất động sản.
thì nó sẽ quy định cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp để báo cáo các ông chí ạ. Thứ hai là anh làm môi giới thì anh phải không ngừng học hỏi trao dồi kiến thức năng lực và trình độ chuyên môn. Đấy. Luôn luôn chủ yếu là tự học và chính học cao các ông chí đấy. Tức là các ông chí đi làm các ông chí phải quan sát. Đấy. Mỗi một lần mà thành công ý, thì các ông chí nên rút kinh nghiệm. Tự rút kinh nghiệm tại sao ta lại thành công. Hay là mỗi một lần chúng ta thất bại thì các ông chí cũng tự ngồi rút ra kinh nghiệm. Tại sao lại thất bại? Lần sau lần sau tránh cái gì? Báo cáo với các ông chí như vậy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm, cái năng lực và chúng ta phải trao đổi. Không biết thì hỏi. Đừng có giống dốt câu chuyện. Cho nên ngày xưa này khi mà đi trao đổi môi giới là tôi cũng đã có cái ý tưởng gọi là cà phê bất động sản. Thì đúng bây giờ nó lại có cái trang gọi là cà phê len. Lúc đấy tôi bảo là các nhà môi giới các ông chí phải tập hợp lại với nhau, ví dụ như thứ bảy chủ nhật ngồi uống cà phê, từ đấy ra rất nhiều thông tin báo cáo các ông chí. Ví dụ Hà Nội nó có cái hội chơi chim, là nó có các quán cà phê chim, hoặc là những ai chơi chim thì mang chim này ngồi giao lưu với nhau báo cáo các ông chí. Còn nếu mà khu vực Quốc Ninh của chúng ta Bắc Giang chúng ta thì chưa có, các ông chí phải kết nối ba cái tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh là một chuyện, kết nối ba cái địa phương này thành một cái câu lạc bộ báo cáo các ông chí. Ít nhất là bây giờ cùng một cái tuyến đường này các ông chí làm tạo ra một cái tập hợp các cái nhà môi giới này. Thì đấy là cái khu vực này, cho nên là giao lưu có điều kiện thì giao lưu, không thì giao lưu qua cái Zalo. Bây giờ công nghệ nó nhiều lắm vào các ông chí. Bây giờ hội chơi ô tô nó cũng làm cái gì? Các gara. Cho nên là người ta đi lên Zalo và người ta đưa lên là tôi đang có cái con xe này, ai cần mua thì liên hệ. Hay là tôi cần mua những cái con xe như thế này, hiệu như thế này, ai có giới thiệu. Ngày mai các ông chí cũng phải làm thế chứ. Tôi đang có khách cần mua cái lô đất ở khu vực như này ở Bắc Ninh, anh chị nào có thì giới thiệu.